Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai nâng đỡ Vương Đình Huệ vào tứ trụ. Vương Đình Huệ sinh năm 1957, nay 64 tuổi, còn trong giới hạn quy định tái cử Bộ Chính trị. Ông Huệ quê ở Nghệ An, cùng quê với ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ vốn là phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính và Kế toán Hà Nội, một quan chức trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, ông Huệ xuất thân cùng trường với ông Nguyễn Xuân Hùng và Trần Bắc Hà. Ông Nguyễn Xuân Hùng là gốc con cháu ông Hồ Chí Minh và là một nhân vật tiến rất cao, rất nhanh trong bộ máy của nhà nước Cộng sản. Đó là thông tin mà mạng xã hội chia sẻ. Còn ông Trần Bắc Hà là ông trùm ngành ngân hàng Việt Nam trong nhiều năm, người rất thân với ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó. Cùng quê xứ Nghệ, cùng là cựu sinh viên của trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, ông Vương Đình Huệ cũng mới quen biết mật thiết với ông thuộc dòng họ Nguyễn Sinh là một lợi thế. Nhờ đó, ông Huệ mới có thể rũ bỏ được chiếc áo nghề giáo và bước vào vũ đài chính trị. Vào tháng 4 năm 2001, ông Nguyễn Xuân Hùng tái trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa 9 và sau đó lên nắm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng năm, ông ta kéo ông Vương Đình Huệ sang làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và cũng chính ông Nguyễn Xuân Hùng quy hoạch giới thiệu Vương Đình Huệ vào Ban chấp hành Trung ương. Vào tháng 4 năm 2006 là thời điểm ông Nguyễn Sinh Hùng gặt hái được thành công. Ông ta được vào Bộ Chính trị, đồng thời đưa được Vương Đình Huệ vào Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Khi ông Nguyễn Sinh Hùng được phê chuẩn ghế Phó Thủ tướng Thường trực, ông ta đặt ông Vương Đình Huệ ngồi lên ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ và Nguyễn Sinh Hùng. Vào tháng 1 năm 2011, ông Nguyễn Sinh Hùng tái trúng cử Bộ Chính trị khóa 11 và nắm ghế Chủ tịch Quốc hội thay ông Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, với quen biết với ông Nguyễn Tấn Dũng lâu năm, ông Nguyễn Xuân Hùng dường như đã đề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu ông Vương Đình Huệ cho chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước. Và thông tin cho thấy có chức, có quyền thì ông Vương Đình Huệ có lẽ đã quay lưng với đàn anh. Về Bộ Tài chính chưa được bao lâu thì ông Vương Đình Huệ bắt đầu ra tay với những sân sau của đàn anh như Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Tấn Dũng. Sau buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường do Bộ Tài chính chủ trì vào hôm 20 tháng 9 năm 2011 đã biến thành cuộc cãi lộn gay gắt giữa ông Vương Đình Huệ và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú trước sự chứng kiến của các chuyên gia đầu ngành và báo chí. Nguyên nhân là ông Huệ đã bắt ép các doanh nghiệp xăng dầu, trong đó không ít những doanh nghiệp là sân sau của Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng. Đó là dấu cho thấy ông Huệ có mối quan hệ và muốn buông mối làm ăn cũ. Được biết, em ruột ông Nguyễn Sinh Hùng là Nguyễn Sinh Khang được ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí ghế cho Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ và Nguyễn Tấn Dũng thời còn là sếp và lĩnh. Vào tháng 2 năm 2012, ông Vương Đình Huệ đã chạm với Bộ Công Thương lần nữa. Ông Huệ bị cho là sửa ép Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khi yêu cầu tập đoàn này cắt giảm chi tiêu phải tiết kiệm cho được 1.600 tỷ đồng. Vì động chạm đến quá nhiều đến miếng ăn của đàn anh, nên có lẽ ông Vương Đình Huệ chỉ ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính đúng một năm, 293 ngày, thì buộc phải sang nơi khác. Đó là cái mốc thay đổi sự nghiệp chính trị của ông Huệ. Ông ta đã có tính toán từ trước, phải có chủ mới thì mới có thể phản chủ cũ, nếu không thì sự nghiệp chính trị của ông Huệ sẽ bị lụi tàn theo. Tuy nhiên, nếu phản lại phe của ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc ông Dũng đang mạnh thì rõ ràng là một canh bạc rất mạo hiểm. Và thực tế sau đó đã cho thấy ông Huệ chọn đúng. Và thông tin cho thấy ông Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng đã bị ông Vương Đình Huệ ra tay như thế nào. Vào năm 2012, chính trường Việt Nam lại chia rẽ phe cánh Nguyễn Phú Trọng liên minh với phe Trương Tấn Sang để chống lại phe Bà Dũng. Tuy nhiên, thời kỳ đó, dù liên minh của Phú Trọng và Trương Tấn Sang được hình thành nhưng thế lực vẫn không thể bằng phe của Bà Dũng được. Nguyễn Tấn Dũng có nhiều tiền, Nguyễn Tấn Dũng có thế lực rất mạnh, lúc này ai mà chọn phản Nguyễn Tấn Dũng sang đầu quân chúng Nguyễn Phú Trọng quả là mạo hiểm. Thực tế cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng từ khi làm Chủ tịch Quốc hội cho đến khi làm Tổng Bí thư, ông ta có vẻ là người khá thân thiết với Trung Quốc. Nếu để ý sẽ thấy đây là nơi có thể đầu quân, vì thực tế cho thấy sự tác động của Trung Quốc lên chính trường Việt Nam ngày một sâu sắc. Và có lẽ vì thế mà ông Vương Đình Huệ chọn đầu quân sang ông Tư Sang, ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không chịu ngồi chung phe với ông Nguyễn Tấn Dũng. Chính trường thời đó cũng đồn đoán rằng ông Vương Đình Huệ đã làm lơ với ông thầy Nguyễn Sinh Hùng và làm
Y như vậy đối với ông Nguyễn Tấn Dũng cùng với Nguyễn Bá Thanh và đầu quân sang phe hai ông Nguyễn Phú Trọng và ông Sang, vì xem ra cửa hai ông Trọng và Sang tiền đồn có vẻ sán lạn hơn rất nhiều. Trong khi với nhiệm kỳ 2 trong vai trò thủ tướng, nhóm lợi ích của phe 3X đang bị số đông trong đảng công kích dữ dội và dư luận xã hội cũng phẫn nộ không kém vì những đại án tham nhũng đã đến hồi không thể bịt được nữa. Và giọt nước đã bắt đầu tràn ly tại hai hội nghị trung ương 5 và 6 khóa 11. Phe ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang yêu cầu tái lập ban nội chính và ban kinh tế trung ương nhằm khống chế sự lộng quyền của phe Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình cảnh bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Đình Hệ tiến thân vững vàng hơn. Đúng lúc ông Nguyễn Tấn Dũng muốn nhổ cái gai, bèn đẩy ông Vương Đình Huệ sang ban kinh tế trung ương với quyết định số 656 của Bộ Chính trị vào ngày 28 tháng 12 năm 2012. Như vậy, chỉ hơn một năm với vai trò Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Vương Đình Huệ đã phải khăn gói rời đi. Người được điền thay vào ông Huệ nắm Bộ trưởng Tài chính là Đinh Tiến Dũng. Và không thể có chuyện làm Bộ trưởng trong chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó mà thọc gậy bánh tre sắt với những dự án đang hái ra tiền cho sân sau của họ được. Việc làm này không thể nào Vương Đình Huệ không hiểu. Ông ta hiểu rất rõ nữa là khác. Một số chuyên gia cho rằng sở dĩ ông Vương Đình Huệ làm thế để có cái cớ đi theo tiếng gọi của ông Trọng và ông Sang, một liên minh mà đang có tiềm năng làm chủ cuộc chơi trong Bộ Chính trị Việt Nam những năm sau đó. Và tiếp theo là vào Bộ Chính trị nhưng thất bại và ẩn mình chờ thời tạo mối quan hệ. Vào tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã ủng hộ ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ đang là các trưởng ban nội chính và trưởng ban kinh tế trung ương ứng cử vào hai vị trí trong Bộ Chính trị. Nhưng Ban chấp hành Trung ương đã không bầu cho ông Thanh và ông Huệ, ngược lại lá phiếu của họ dành cho Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân. Dư luận khi đó bàn tán sôi nổi những đồn đoán không phải là không có căn cứ khi cho rằng vì bị Vương Đình Huệ phản phé nên ông Nguyễn Xuân Hùng đã liên thủ với ông Nguyễn Tấn Dũng ngăn không cho Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đủ phiếu bổ sung vào Bộ Chính trị. Và qua việc mất ghế, ắt ông Vương Đình Huệ đã nhận ra là ông ta cần phải im lặng thay vì làm nhiều, nói nhiều, dẫn đến động chạm nhiều khi hồi còn ở ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như vậy. Sau thất bại ê chề tại Hội nghị Trung ương 7, sau một năm sau, ông Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh nặng và qua đời vào tháng 2 năm 2015. Về phần mình, trưởng ban kinh tế Trung ương, ông Vương Đình Huệ nhận thức rõ, để có đa số phiếu ở Ban chấp hành Trung ương, điều quan trọng nhất là phải vừa lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng và phải có tiền để vận động nhiều kẻ khác ủng hộ mình. Cũng có tin cho rằng ông Vương Đình Huệ có mối quan hệ mật thiết với ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, ông Trần Bắc Hà lại là đệ tử ruột của ông Nguyễn Tấn Dũng, khó mà ăn ở hài lòng. Vì vậy, việc kết nối này không đi đến đâu và cũng là cái may cho ông Huệ. Bởi lẽ, nếu kết nối với ông Trần Bắc Hà thì có thể sau này ông Huệ sẽ dính chùm với ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Huệ với các doanh nghiệp lớn rất nhiều, trong đó có FLC, một doanh nghiệp tỷ đô. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ cùng với Trần Bắc Hà và Trịnh Văn Quyết. Qua thực tế cho thấy, ông Huệ dường như không vui vẻ gì với ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Tấn Dũng là lựa chọn con đường đúng, cho nên giờ đây đường quan lộ của ông Huệ thênh thang hơn bao giờ hết, bởi đã là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng thì thế nào cũng có ngày hưởng vinh quang, qua cầu rút ván nhưng lại lên được đỉnh vinh quang. Nhìn vào con đường tiến thân của ông Vương Đình Huệ, người ta thấy nổi lên công thức duy nhất, đó là qua cầu rút ván. Tuy nhiên, những việc làm không mấy tốt đẹp này đã khiến ông Huệ tiến thân lên đỉnh cao và hiện nay đang có tin ông được đề cử vào tứ trụ với vị trí chủ tịch quốc hội. Ông Vương Đình Huệ khá thông minh, nhưng cơ hội cũng là cựu sinh viên của trường, nhưng ông Vũ Văn Ninh, Trần Bắc Hà, Đinh Thăng v.v. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Huệ là người thành công nhất trong số họ. Nếu như ông Nguyễn Phú Trọng luôn giữ hình ảnh lãnh đạo cấp cao như một ông cụ bình dị, đơn giản, thì ngược lại, ông Vương Đình Huệ cầu kỳ hơn rất nhiều. Ông Huệ khá tự kiêu, ông ta thường tự hào khi được xem là một trong nhà kỹ trị nổi trội nhất Việt Nam đương đại do có học hàm giáo sư. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng, ông Vương Đình Huệ được cho là nắm chắc ghế thủ tướng. Tuy nhiên, nhiều thông tin đã cho biết ghế thủ tướng lại rơi vào tay ông Phạm Minh Chính. Có lẽ ông Phạm Minh Chính cao cờ hơn khi chơi trực tiếp với Bắc Kinh chứ không chơi với ông Nguyễn Phú Trọng như ông Vương Đình Huệ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ ôm mộng ngôi vương. Hơn 4 năm ngồi ghế phó thủ tướng, ông Vương Đình Huệ đã được phân công nhiệm vụ gần như quản lý trọn nền kinh tế quốc gia. Khi ông Hoàng Trung Hải ngã ngựa, ông Vương Đình Huệ được Nguyễn Phú Trọng cho chám vào chiếc ghế quyền lực bậc nhất ở thủ đô. Ngồi ghế này chưa được bao lâu,
ông Vương Đình Huệ lại được đưa vào ghế Chủ tịch Quốc hội, ghế mà ông Nguyễn Phú Trọng từng ngồi, và ông Huệ cũng đang đi theo con đường giống như ông Nguyễn Phú Trọng. Dường như tham vọng của ông Huệ rất lớn, ông ta sẽ nắm ghế tới cao nhất, đó là Tổng Bí thư sau 4 năm nữa. Việt Nam, một đất nước bị lỗi hệ thống, một mô hình không giống ai, người dân không có quyền tự lựa chọn người thật sự tài giỏi lãnh đạo mình. Phe thắng cuộc thì chỉ thích cứ cho vào đốt lò tất cả những gì gai mắt. Thì việc ông Vương Đình Huệ nắm đến ngôi vua cũng không có gì bất ngờ. Ông Vương Đình Huệ là một người đã khá khéo léo tìm mọi cách để leo lên đến cột đỉnh quyền lực. Điều này chỉ có ở Việt Nam, không bao giờ xảy ra ở các nước dân chủ và tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 với bản tin Ai nâng đỡ Vương Đình Huệ vào tứ trụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.